Hy Lạp mới đây đã trở thành quốc gia cơ đốc giáo chính thống đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Theo kết quả của cuộc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 15 tháng 2, đa số đã ủng hộ việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới tại Hy Lạp. Các cặp đôi đồng giới giờ đây cũng sẽ được phép nhận con nuôi một cách hợp pháp. Tuy nhiên, các cặp đôi đồng tính nam vẫn không được phép sinh con qua hình thức mang thai hộ. Tổng cộng 254 nghị sĩ đã bỏ phiếu, trong đó có 176 phiếu thuận, 76 phiếu chống, 2 phiếu trắng. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết, luật mới sẽ mạnh dạn xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng nghiêm trọng diễn ra ở đất nước này. Trước đó, Thủ tướng Hy Lạp ủng hộ dự luật, nhưng ông cũng cần sự đồng thuận của các đảng đối lập để vượt qua ngưỡng quy định. Song hàng chục nghị sĩ từ đảng cầm quyền trung hữu của ông đã phản đối. Đạo luật này cũng gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ của Giáo hội Cơ đốc giáo chính thống Hy Lạp. Sau khi có kết quả, cuộc bỏ phiếu đã được các tổ chức LGBTQ ở Hy Lạp ca ngợi là mang tính lịch sử. Rất nhiều người đã đổ xuống đường ăn mừng tại thủ đô Athens. Tôi rất hạnh phúc. Đây là giấc mơ mà tôi đã chờ đợi rất nhiều năm, và tất cả chúng tôi ở đây cũng vậy. Tôi không còn cảm thấy mình là người bị phân biệt đối xử trong xã hội nữa. Chúng tôi có những trách nhiệm như bao người khác, và giờ đây cũng có quyền lợi tương đương. Sau cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua, thì Hy Lạp là quốc gia thứ 15 trong số 27 thành viên của Liên minh châu Âu EU đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.